Thủ tướng cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng. Trung tướng Tô Ân Sô, có những bệnh nhân nam có giấy chứng nhận viêm các bộ phận của nữ giới. Khám xét nhà của chùm giang hồ Thảo Lụi ở Bình Thuận. Bí thư Cà Mau chỉ đạo làm rõ vụ cán bộ bị tố đặt vấn đề tiền bạc. Thủ tướng cảnh báo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật một số cán bộ tỉnh Đồng Nai. Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật ông Cao Tiến Dũng, Võ Văn Chánh tính từ ngày công bố quyết định ngày 3 tháng 4 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng. Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Vĩnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định ngày 7 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng. Trước đó, trong các ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 23. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa. Một số cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại và nguy cơ thất thoát rất lớn ngân hàng, ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và một số cá nhân, trong đó có các ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Văn Vĩnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư Cà Mau chỉ đạo làm rõ vụ cán bộ bị tố đặt vấn đề tiền bạc. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau xác nhận với phóng viên, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo Công an và Viện Kiểm sát tỉnh này xác minh vụ người dân ở huyện Ngọc Hiển tố cán bộ Công an, Viện Kiểm sát huyện này có hành vi đặt vấn đề tiền để lo tại ngoại cho bị can. Theo đơn tố cáo của ông LTT, 62 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, ngày 19 tháng 2, con gái ông là LPT bị Công an huyện Ngọc Hiển bắt tạm giam 2 tháng sau khi bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc. Sau đó, ông T gặp một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển trình bày hoàn cảnh để làm đơn xin tại ngoại cho con gái. Theo ông T, ngày 13 tháng 3, một người tên N được cho là lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển gọi điện cho ông. Ông N cho tôi biết là ông N, công an, qua gặp ông N, bàn bạc vụ tiền lo lót cho con gái tôi tại ngoại. Nếu ông N đồng ý, ông N qua gặp tôi để nhận tiền. Tôi có trả lời là tôi không lo lót cho ai hết, ông T nêu trong đơn. Đến ngày 3 tháng 4, từ người quen biết, ông T nhận được tin công an huyện đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát. Cũng từ thông tin này, cho tôi biết là ông Ngờ công an thông báo là ông D, Viện Kiểm sát đòi 50 triệu đồng, Viện Kiểm sát mới phê chuẩn thả, ông T nêu trong đơn. Cũng theo ông T, con gái ông hiện vẫn bị tạm giam. Liên quan đến đơn tố cáo của ông T, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau đã cử thanh tra xuống xác minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cũng đã chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển giải quyết. Khám xét nhà của chùm giang hồ Thảo Lụi ở Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, các lực lượng của Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an thành phố Phan Thiết đã phong tỏa, tiến hành khám xét nhà của ông Nguyễn Văn Thảo, thường gọi là Thảo Lụi, tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Việc khám xét nhà ông Thảo Lụi diễn ra. Đến chiều tối, các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông vẫn phong tỏa xung quanh nhà ông Thảo Lụi để phục vụ cho công tác khám xét, chó nghiệp vụ cũng được huy động đến hiện trường. Được biết, ông Thảo Lụi là một người có số má xã hội tại Bình Thuận.
Nguồn thông tin cho hay việc khám xét này phục vụ cho điều tra về vấn đề nhiều cá nhân, đại diện các doanh nghiệp đã có đơn tố cáo ông Thảo Lụy có hành vi hủy hoại tài sản là nhà dân, dự án tại địa phương. Như Vietnamnet thông tin, công ty Đại Thanh Quang, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 2 năm gửi đơn kêu cứu, tố cáo khẩn cấp khắp nơi về việc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Phức Hợp Kinh Si tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư, bị nhóm người của ông Thảo Lụy ngang nhiên bao chiếm đất và xây dựng các công trình kiên cố trên đất. Theo đơn kêu cứu của Đại Thanh Quang, giai đoạn tháng 9 năm 2021, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương thực hiện giãn cách xã hội, ông Thảo Lụy cùng một nhóm khoảng chục người mang xe cơ giới, máy ủi, máy khoan giếng, máy trộn bê tông và các vật tư đến khu đất để xây dựng lán trại, tường rào trên diện tích khoảng 2 hectare mà công ty Đại Thanh Quang đã được chính quyền giao thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính quyền địa phương đã từng nhiều lần mời các bên lên hòa giải. Phía công ty Đại Thanh Quang yêu cầu ông Thảo chứng minh được quyền sở hữu đối với vị trí, diện tích đất đang tác động, công ty sẽ đến đền bù. Tuy nhiên, không có chứng cứ pháp lý nào xác nhận việc mua bán nói trên. Chính quyền tỉnh Bình Thuận từng có nhiều chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, tuy nhiên các công trình do ông Thảo xây dựng trên đất đến nay vẫn tồn tại. Trung tướng Tô Ân Sô, có những bệnh nhân nam có giấy chứng nhận viêm các bộ phận của nữ giới. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ án trục lợi bảo hiểm xảy ra tại các phòng khám ở Biên Hòa, Đồng Nai, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, có nhiều trường hợp ghi khống giấy khám sức khỏe để thi lái xe, xin việc, thậm chí chạy tội. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, thông tin về vụ nhiều phòng khám trục lợi từ bảo hiểm, tin từ Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, việc cấp khống giấy chứng nhận sức khỏe đã xảy ra rất lâu tại nhiều địa phương trên cả nước. Lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng khác đã có những biện pháp xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa ngăn chặn triệt để. Theo người phát ngôn Bộ Công an, nhu cầu của người dân về giấy khám sức khỏe rất cao, vì đây là loại giấy tờ cần cho nhiều trường hợp như đi học, lái xe, xin việc, thậm chí chạy tội cũng cần đến giấy chứng nhận y tế, từ đó dẫn đến tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật. Thậm chí có những bệnh nhân nam có giấy chứng nhận viêm các bộ phận của nữ giới, đó là do những giấy chứng nhận khống cấp ra. Hay có những người cụt cả hai tay vẫn được cấp bằng lái xe vì có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe. Trong quá trình tiến hành khám sức khỏe y tế, có những trường hợp muốn chạy tội nên lấy giấy chứng nhận tâm thần, ông Sô thông tin. Nói về vụ trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay, Công an Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 18 đối tượng, sẽ tiến hành khởi tố trong thời gian rất ngắn. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 130.000 giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, 400 tờ giấy khám sức khỏe đã ghi khống hết rồi, chưa có thông tin người khám. Đây là con số rất lớn, ông Sô nhận định. Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, bước đầu đã xác định được hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng đồng bọn móc nối, cấu kết với các phòng khám trên địa bàn thành phố Biên Hòa để thực hiện hành vi viết tên, giả chữ ký người khám bệnh, khám sức khỏe để lập hồ sơ quyết toán, khống các chi phí của bệnh nhân để hưởng bảo hiểm xã hội, lập hồ sơ bảo hiểm đối với công nhân, trong khi thực tế công nhân không bị bệnh và không đi khám bệnh, nhưng các phòng khám này vẫn tự hưởng nguồn tiền khám chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế gây thiệt hại, thất thoát rất nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan đến xử lý, theo quy định pháp luật, Trung tướng Tô Ân Sô thông tin. Trước đó, ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa phát hiện và bắt giữ LTH 43 tuổi và HTD 36 tuổi cùng ngụ phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa khi cả hai tàng trữ các giấy chứng nhận nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe đã được làm khống nội dung chuẩn bị giao cho những người đặt mua. Đến ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Nai đồng loạt khám xét 6 phòng khám đa khoa trên địa bàn các phường Long Bình Tân, Tân Hiệp, Bửu Long, Long Bình và Trảng Giài. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều máy móc, tài liệu, giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra, trong đó có hơn 170.000 giấy xác nhận bệnh. Giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám. Bước đầu xác định các phòng khám này đã bán, làm khống các loại giấy tờ như giấy xác nhận bệnh nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty. Ngoài ra, các phòng khám còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế. Đến nay, Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ 18 người, gồm 5 bác sĩ là trưởng và phó các phòng khám cùng 11 dược sĩ, nhân viên y tế và 2 cò mua bán giấy tờ giả. Sở Y tế Đồng Nai cho biết vừa có văn bản hỏa tốc gửi cho Bảo hiểm xã hội Đồng Nai trả lời về việc tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh
đối với các phòng khám liên quan đến vụ trục lợi bảo hiểm và Công an thành phố Biên Hòa đang điều tra.